Em họ Hiền Hồ là người bán hình ảnh chị mình cho một người bí ẩn. Những thông tin xoay quanh chuyện đời tư của nữ ca sĩ Gen Z, Hiền Hồ hiện vẫn đang thu hút sự quan tâm từ cư dân mạng. Những ngày gần đây, thông tin xoay quanh chuyện đời tư của nữ ca sĩ Gen Z, Hiền Hồ đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Trước sóng gió, lần này, nữ ca sĩ đã khóa mọi nền tảng mạng xã hội. Mới đây nhất, cộng đồng mạng lại dậy sóng trước danh tính người được cho là có liên quan trực tiếp đến loạt ảnh thân mật của Hiền Hồ và vị đại gia Hồ Nhân. Cụ thể trên một diễn đàn, tài khoản có tên LH đã đăng tải bài viết cho rằng chính em họ Hiền Hồ là người đã bán hình ảnh chị mình cho một người bí ẩn. Nguyên văn bài đăng của người này như sau: không phải bạn thân nào cả, chính là em họ của Hiền Hồ. Lúc Hiền Hồ mất điện thoại thì xem camera và em họ bị bắt gặp là lấy điện thoại, nhưng lúc đó em họ nói vì đang kẹt tiền nên lấy và sau đó trả lại Hiền Hồ. Xin đừng nói với cha mẹ. Lúc Hiền Hồ mua xe, em họ đã ẩn ý đăng status bạn vì tiền làm tất cả thì xin đừng hỏi người khác tại sao làm tất cả vì tiền. Và theo mình biết thì em họ đã nhận được một số tiền khá lớn để đồng ý với một người lạ đưa ra những tấm hình, video của Hiền Hồ. Theo bạn bè của em họ Hiền Hồ thì khoảng một tháng gần đây, em họ Hiền Hồ có rất nhiều tiền mua xe, mua đồ thoải mái. Giờ em họ đáng thương hay đáng trách vậy mọi người? Chưa rõ độ xác thực của bài đăng này như thế nào, song sự việc hiện đang thu hút sự quan tâm từ cư dân mạng. Trước đó nhiều netizen cho rằng, chính vợ của đại gia Hồ Nhân là người đứng sau drama lần này, tung loạt bằng chứng của chồng với nữ ca sĩ Gen Z. Hiện tính đến thời điểm hiện tại, người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng về ồn ào lần này.